khá lớn. Nên đi vòng vòng quay đường mấy. Đi vòng vòng quay đường hả? Khá rộng. Just looking. Okay. You speak Vietnamese? No, unfortunately not. No. You working on it though. What nationality you are? Oh, you born? Vietnamese. Oh, you born here? Okay. Yeah. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2024. Hôm nay là thứ ba. Mình có một người bạn hiện đang làm cho VinFast. Cho nên mình muốn có một vài câu hỏi cũng như tâm sự với người bạn trẻ này. Đó là anh bạn bên tay trái tên là Long, hiện đang làm cho VinFast ở thành phố Huntington Beach. Mình biết qua người bạn này cũng tình cờ sau chuyến viếng thăm VinFast Showroom cách đây khoảng 2-3 tuần. Mình có post lên các video về VinFast Showroom Huntington Beach. Thì sau đó mình có liên lạc với Long. Mình muốn tâm sự với bạn Long. Tại sao bạn Long đến với hãng xe VinFast. Mời các bạn theo dõi. Và đây là anh Long. Xin chào mọi người. Giới thiệu một tí xíu về anh Long. What's your name? And what's your background? Tôi tên là Long. I'm from South Florida originally. I moved to Southern California in 2019 and I've been with VinFast for 2 months now. Okay. Anh Long nói là anh tới từ Florida và hiện giờ anh đã đang làm VinFast được 2 months. 2 months, yeah. What make you move to California? Well, a little bit about me. I was adopted from Vietnam when I was 2 years old and I came to South Florida. So my whole mission in 2019 was I finished my schooling and I wanted to move to the Vietnamese community, learn more about the Vietnamese culture, things like that. And yeah, California was the way to go. I lived in LA for 2 years and then I moved to Westminster. Okay. Bạn nói là bạn được adopted by Vietnamese family or American family? American family. They went to a company called Holt International, and yeah, they saw me, and my father. He came to Vietnam and picked me up, and so they adopted you when you were in Vietnam. Yes. Wow. Under what program? So we're gonna make a video about it later. The company was called Holt International. Okay. Cái đại khái là bạn Long được adopt bởi một gia đình Mỹ khi mà Long còn ở Việt Nam. Và họ bảo trợ Long, họ lãnh Long qua bên tiểu bang Florida. Tới năm 2019 thì Long học xong. Long qua ở LA, đúng không? Được 2 năm. Thì lý do Long muốn về đây là vì đông Việt Nam. Ok, đại khái là như vậy. Rồi trước khi Long làm, before you work for VinFast, did you work for somewhere else or no? Yes, when I came to California, I kind of knew that sales was the way to go to make a lot of money quickly. So I started out in a call center. I worked for a company called National Debt Relief that helped with people with unsecured debt, credit cards, personal loans, things like that, where we would negotiate their credit card debt to about 50% on average. So that was my first step into sales. But then, you know, after having success over there, I wanted something different. Okay. So đại khái là trước đó là Long đã làm cho một về sale. Long thích làm về sale. Rồi sau đó Long làm cho VinFast. Thì cái bây giờ mình lúc quan trọng thì Long làm sao mà biết tới VinFast.
mà tại sao chọn VinFast và bằng cách nào Long đã được mướn bởi VinFast. You understand what I mean or you want me to translate? Translate. Okay. So my question is, how do you know about VinFast? How did you know about VinFast? And what make you like VinFast? And how could you be hired by VinFast? Well, me moving to California to learn about Vietnamese culture and meet Vietnamese people, I'm gonna do my own research. So I've been to Vietnam 2 times. I stayed in a Vin Homes community in Hanoi. I stayed at a Vin Pearl resort I was in Phu Quoc. So I was familiar with the whole Vin Group thing. And then in the mall, Vincom, I saw the VinFast cars, I saw the VinFast bikes. I rode a VinFast bike in Vietnam. So I was fairly familiar with the Vin Group. Okay. And then when I heard that they were promoting or they were starting a Vietnamese car company, VinFast, obviously I want to support anything Vietnamese. So that's how I knew about VinFast and Vin Group in general. Okay. So at that time you pay all the hotel and thing by your own money or somebody? I actually found my biological mother. And she lives in Vin Homes, in a Vin Homes community. So I stayed with her. So is that your mom? Yeah. Your blood mom? Yep. So she rich? She live in Vin Come Home? I wouldn't say rich, but okay. She did well. Okay, let me translate. Thì đại khái Long nói là Long về Việt Nam chơi 2 lần. Và Long có ở trong khu của Vin Home. Thì mình gọi là Long tự trả tiền hay sao thì Long nói là mẹ Long ở trong đó, trong khu Vinhome Come, khu nhà của Vinhome. Thì Long ở đó Long chơi thì Long thích và mới tìm hiểu ra là Việt Nam có hãng xe, đúng không? Hãng xe VinFast. You found out and they are Vietnamese car company. Mm-hmm. And then you like it and okay. So when how do you get a job from VinFast? How do you start to get the job from VinFast? It's actually very easy. As you know, VinFast expanded to America, and they wanted to market to everybody, not just Vietnamese people. They wanted to spread to the American people as well. So they will hire, you know, they wanted to hire Americanized people as well. So they were just hiring. And I just simply applied. It was pretty easy. And the recruiter reached out to me. I did the normal interviews and everything, and I got hired. So you, okay. So how did you find the posting, job posting? Indeed. Indeed. Yep. Oh, they bought on Indeed. Yeah. I know very well. I was looking for a job too. I know Indeed. Yeah. And you applied from there. Yes. What is the job title? Client advisor. Oh, client advisor. Client advisor, okay. So mình hỏi Long là làm sao mà tìm ra cái job ở work cho làm việc cho VinFast. Thì Long nói là Long tìm thấy cái job họ đăng ở trên cái website gọi là Indeed. Thì nếu ai ở Mỹ thì rất rành là cái website Indeed. Website này chuyên môn là giới thiệu về job. Cho nên ai cần job thì thường lên đó. Thì Long đã tìm ra cái job ở VinFast qua cái website là Indeed. Và Long apply dưới cái job title là Client Advisor. Mình dịch tiếng Việt là Advisor là Advisor nghĩa là khuyên bảo. Đại khái là mình mới dịch tiếng Việt là sao là Client Advisor. Thì chứ không phải là salesman. You can say that. Yeah. Đại khái là nó giống như là salesman vậy đó. Mấy thấy mấy người bà bán xe gọi là salesman, gọi là client advisor. Thì salesman thì mình nghĩ giống như là người ta vô, người ta mua xe, người ta biết xe rồi. Còn cái này nó higher than salesman, tức là client advisor. Right. Có lẽ người ta không rành về xe lắm, hay là hãng VinFast. Thì Long ngoài cái chuyện bán xe, còn là cái chuyện advisor, giải thích đại khái vậy đó. Right.
thì hướng dẫn, người hướng dẫn về khách hàng, advisor và người hướng dẫn khách hàng dành cho hãng xe VinFast. Okay. So you work there full time? Right. Full time. Benefit, everything? Everything. Okay. Vacation? Vacation. Everything. Sick medical? Day, holiday, medical, health, dental, vision, okay. All that. Just like a normal full time job in right. America. Tụi mình có hỏi là job làm cho VinFast thì như thế nào? Thì Long nói là nó như một cái job full time bình thường ở các hãng xưởng của Mỹ. Tức là có đầy đủ ngày nghỉ, rồi bảo hiểm, sức khỏe, răng và sức khỏe, tất cả mọi thứ hết. Đó là cũng điều một điều mà mình cũng như mọi người rất là muốn biết khi làm việc cho VinFast. Thì nào bạn nào cảm thấy thích về sale có thể apply tại VinFast. Đó như Long nói là làm cho VinFast thì full time thì tất cả benefit đầy đủ như tất cả những job khác. And I would like to add that I'm not going to disclose how much I get paid, but I'm going to say it's one of the best paying jobs in the car industry for okay. sure, with the best work life balance. Wow. On top of all the full time benefits, so VinFast takes care of their employees very well. Okay, Long nói là Long muốn bổ sung là Long sẽ không có nói lương là bao nhiêu. Nhưng mà Long nói là theo sự hiểu biết của Long là VinFast là một trong những hãng mà trả lương cao. Không dám nói là cao nhất, nhưng mà Long nói là một trong những hãng trả lương, hãng bán xe trả lương khá cao. Và Long rất là thỏa mãn khi làm việc cho VinFast. Đó là đại khái là về cái công việc mà Long làm ở VinFast. I know you work only 2 months at VinFast, right? Not much, but at least you have some observation, some experience. So what do you think about the future of VinFast? I think the future is bright because after the initial reviews of the City Edition, when VinFast first came to the US, VinFast improved everything that was criticized, improved on things that they already did well. We just released the VF9 Eco and Plus that's been getting a lot of positive feedback as well. Later this year, we're expected to get the VF7. We have the e-bike available as well. So we're releasing more products, improving every day, and we're backed by Vingroup. So I think the future is very bright. Oh, you said about VF9, right? Right. So you said you like that had a lot of good review. Right. So and did customers see the VF9 already and then they review, or they just saw the review online? Well, there's plenty of reviews in Vietnam about the VF9, but we just had a show in Irvine Spectrum where they had the VF9 there as well. And a lot of the people viewed that. They really love the luxuriousness of it. It does have more range than the VF8. It's the 3-row, 6-7 passenger, full-size SUV. They got infotainment screen in the back as well. It's very beautiful. And also, we just partnered with RideVu, which is a video streaming platform by Sony. So we're continue to work, make partnerships, and I think the future is very bright. Okay, you said you saw the review about VF9. Mm-hmm. So where did you see the review? YouTube. Oh, YouTube, from the channel. Mm-hmm. Okay. Can I ask what channel you see the most? If you remember? I don't remember. Oh, you don't remember. Okay, mình có hỏi là, mình hỏi Long là bạn có nghĩ bạn nghĩ thế nào về tương lai của VinFast trong đường dài, thì bạn nói là rất là sáng sủa vì những lý do sau. Thứ nhất là xe VF9 chuẩn bị ra, vừa rồi có cái show trên ở Spectrum Irvine thì có rất nhiều review tốt
cũng như thích xe VF này. Xe VF này là một xe SUV full size, bự, 3 hàng ghế, chở được 8 người. And you said long range, how many miles? 330 miles. Xe VF này chạy được tới đầy bình điện, chạy được tới 330 miles. Là một khoảng đường khá dài. Rồi Long nói là hãng VinFast đang có cái hợp đồng gì với nãy là Long nói sao quên rồi. You said that VinFast has a contract with what? Sony. Sony. With the they have a platform called Raivu. Oh, Raivu. That has gonna be able to stream 2,000 different movies on the infotainment screen. Oh, okay. I heard about it. I didn't come, but I saw on YouTube. Mm-hmm. The purpose of the Raivu just for a movie, right? Right. Okay. And VinFast had a contract with Sony. Right. And that had like more than 2,000 movie. Right. Okay. Talking about Raivu, I had two questions. So you said 2,000 movie. Mm-hmm. Is that free or we have to supply and pay for it? I'm not sure yet, but I do know that it's going to be in the, it comes with the car. It comes with the car, okay. Yeah. And 2,000 movie. Yes. Oh, okay, another question. That one we can only turn it on and watch when the car stopped, right? Right, when the car is stopped, charging, in camp mode, things like that. Okay. Bà nó nói là cái movie chỉ coi được khi mà cái xe nó phải dừng lại, không cần biết lý do gì, cái xe không chạy, nghỉ hay là gì đó thì mới coi được. Does it have the, if the car has the screen on the back, yes, so they can watch, right? Right. So other passenger can watch because they don't try, just like all other car. Okay. So what kind of customer you see often? I mean, what kind of nationality you met the most often? I would say definitely since we're located in Huntington Beach, a lot of white American, but a lot of Vietnamese also. A lot of Vietnamese also? Mm-hmm. Okay. After you talk to people, how do they feel? How do they react? How they comment about the VinFast car? Well, before I even say anything, they walk in and they see the car, the design, and people really love it. And also, after, when they ask their questions, they're often surprised by the quality of the car, the features that it has, the warranty, things like that. Okay. So, what's the most specific question they ask you? Well, anyone that's looking into EVs, the main question there usually is about the range. Okay. What else? Service. They want to know where, since it's a new company in the United States, they wonder where they can get it serviced. Okay. Which will come to you if you ever need service. Any major service, we'll give you a VinFast car to borrow and take your car to a service center for you. But thankfully, with electric vehicles, there's really no service all the time, except like brake pads and changing the tires. Really, that's about it. Okay. Thì mình hỏi Long là cái câu hỏi cụ thể nào mà khách hàng hỏi thường nhiều nhất. Thì Long nói thì chung chung cũng giống như mọi người khi mà đi mua một chiếc xe ở các hãng khác. Thì nó cũng rất là chung chung. Thì để mình đặt câu hỏi này với Long là Long không có nói về cái giá cả. Thì để mình hỏi Long là so right now Tesla they have promotion like Model Y. Mm-hmm. Because I try to compare the Model Y and VinFast VF8 because they are very compatible. Mm-hmm. Close about the size and so between the Tesla and VF8 right now, Tesla they have very good promotion. I came last week,
So for the Model Y, the lowest version, I mean the cheapest one for Model Y, 43,863 dollars out the door. That means everything, tax, fee, got registration. And right now, like I know, VinFast VFA, the lowest price about 46, right? And that for purchasing, for purchase. So so if you are a customer, the difference in price, so what do you think and what do you choose between the Tesla Model Y and VinFast VFA? Of course, I'm going to have a question about the lease later. It, you know, it really depends on the person's preference. I actually have a lot of Tesla owners come into the showroom curious, and they say they're not happy with their Tesla. I mean, a lot of people love Tesla. They come in, they prefer it, but there's also a lot of people that are not happy with their Tesla. They mention build quality. They mention drive, the smoothness of the drive. Some people, they don't like the whole minimalist style of Tesla where there's really no buttons, like certain things like adjusting the air vents in your car, the turn signal, the shifting of the gears. People want to touch those things so they don't have to play with the screen while they're driving. Okay, mình hỏi ông là cái giá của xe Tesla Model Y rẻ hơn VFA thì lý do nào mà người ta để chọn VFA? Thì Long có trả lời là thật ra mình chưa lái Model Y, mình có lái xe VinFast VFA rồi. Thì Long nói là có số khách hàng họ complain là cái xe Tesla lái không có smooth, right? Không có smooth, not as smooth as VinFast VFA. Và điều thứ hai là đúng là mình có vào bên trong xe Tesla Model Y tuần vừa rồi. Thì xe Tesla nó design là rất là simple. Minimalist. Modernist. Everything hidden. We don't see the button. All on the one screen, right? And mặt khác là xe VFA thì có rất nhiều nút, dễ hơn để người ta có thể bấm, có thể điều khiển cái xe. Đó là những cái điều mà Long nói là khách hàng nhận xét là như vậy. Giờ chính mình vô cái xe Tesla mình thấy cũng lạ, cái xe rất là one piece, right? No button, everything inside the computer, the screen. Right. Some people like it, some people don't like it, so depend. Right. Yeah. People, they know more about the technology, so they like everything on the screen. But people, they like more menu, so they like the button, you know. Tesla, they have more button. That's why I read one comment from my channel. They said VFA look more like a gasoline car. Yeah, but wow, it is really the EV, fully electric. Yeah, it has it's a great car for people that have never driven an electric vehicle, never owned one, because a lot of it is familiar. We do have some BMW technologies in the VFA. So if you're not fully comfortable with the EVs yet, you have options where you can switch with like creep mode, regenerative braking. You can turn these things on or off. The three driving modes: eco, normal, and sport. So we make it. You get the full EV experience, but you can customize it with the. You know about purchasing. Right. By the number, right now, the Tesla Model Y price lower than VFA. No doubt about it. VFA equal 46,000, right? Out the door. And Tesla 43, close to 44,000. That's a number. Any other thing depend on the people, but the number is a number. We can change it. So right now, the price cheaper than VFA. But about the lease, I don't know if you know about the I don't know if you know about the lease of Tesla. I'm aware of it. Do you know how much for the lease of Tesla right now? I think it's in the, depending on which one, it's typically
in the 500 to 600s, and that's usually if you it's like 6,000 to 7,000 due at signing, usually to get the advertised price of the Tesla lease. Whereas VinFast, it depends on your location and your credit score, of course, all type of things like that. It's typically like 2,600 due at signing in California, and you can lease after taxes around 420 or so for the eco. Okay. I understand. Right. Okay, hold on. But right now, I saw from internet, they said like 389 for lease per month. Mm-hmm. Is that correct or no? That is correct. Okay. Since, once again, it depends on credit score and your zip code, because there's different taxes and different zip codes. So we can't put one price after taxes to advertise, because it really will depend. But the base price, if you put zero down payment, will be 389. Okay. Okay, let me translate in Vietnamese. Okay, before trước khi mình nói về cái vấn đề lease, để mình nhắc lại, mình quên nói bằng tiếng Việt, là nếu mà mua xe thì rõ ràng là con số là xe Tesla hiện giờ cái giá rẻ hơn là gần 43.863 đồng đô, còn xe VFA Eco là 46.000 out the door. Ok, về vấn đề lease thì anh Long nói đúng. Thì hiện giờ mình có ghé bên Tesla tuần vừa rồi, thì hiện giờ Tesla đó, khi mà mình mướn á, thì mình phải down xuống một số tiền, mình không nhớ rõ là 3.000 hay 5.000 gì đó, và mướn một tháng là đúng là trên 500 đô la, giữa 500 tới 600 đô la. Và xe con, trong khi đó thì xe VinFast thì khi mướn no down payment, đấy. Right. No down payment. Và mướn với giá là 389 đô la một tháng. Dĩ nhiên là cái số mileage họ cho là bao nhiêu thì theo như mình biết hai bên đều giống nhau. Một năm 10.000 mile được phép lái. Bên VinFast họ cũng nói là, I'm sorry, bên Tesla họ cũng nói là 10.000 mile một năm. Thì cái sự so sánh giữa hai số tiền mướn là một bên là trên 500 đô la cho xe Tesla và 389 cho xe VinFast, và cùng một số mile là 10.000 mile một năm. Đó là con số rất chính xác mình nghe từ cả hai bên, VinFast và Tesla. Okay. I'd like to add, when the prices on the Tesla website can be very deceiving. You have to uncheck a lot of things, like show price including taxes, show price before gas savings. So you'll see that the lease price for Tesla is really like in the 500s or 600s, depending on which model you get or which trim of the Model Y you get. It's really in the 500 to 600s, and you usually have to put like 6,000 due at signing, so it can be very deceiving. Okay. So thì anh Long nói là, thì cũng như anh nói là anh confirm lại là cái tiền down payment. Hôm đó mình có interview cái anh nhân viên của Tesla, mình không nhớ rõ lắm. Thì Long nói là down xuống 6,000, 6,000 down payment for Tesla, right? Mm-hmm. 6,000 for lease. Và thì cái, not necessarily down payment, it's down payment plus the due at signing, like the title, first month payment, tax and tags. So it's not fully down payment. It's really like a $3,000 down payment plus the $3,000 due at signing for like the taxes and stuff like that. Okay. So 6,000 total. Yeah, yeah. Mm-hmm. And when I talk to Tesla, they explain the same thing, this and that. But I mean, I asked them very simple question. Okay, how much we had to put down, and they said about few thousand, 3,000 or 5,000, 6,000, something like that. And VinFast, we don't have to put down any penny, right? VinFast for lease. Right. No down payment for VinFast. Just the DMV stuff. What do you mean DMV stuff? Like the tax, title, first month payment. That's the stuff they do at signing. Oh. Yeah. So how much then? Around 2,500 to 2,600. 2,500 to 2,600. Okay. Mm-hmm.
So lấy anh Long nói là thật ra là khi mà lấy một ly một cái xe VinFast mang ra thì một số giấy tờ như là DMV này nọ rồi phí registration thì tổng cộng là bao 225 2.500 là số tiền mình bỏ ra ban đầu. Thì tiếng Mỹ nó là down payment, bỏ ra ban đầu một lần một trước khi mình mướn cái xe. Thì còn lại là những cái điểm lợi của VinFast là chỉ trả cái xe một tháng, cái quan trọng là trả hàng tháng, tại vì cái số mileage hai xe đều như nhau, Tesla và VinFast. Nhưng mà cái tiền hàng tháng bên VinFast là 389 đô, còn bên Tesla là ít nhất là từ 500 đô la một tháng trở lên. Đó là sự khác biệt giữa VinFast và Tesla cho việc mướn chiếc xe trong vòng 3 năm. Ok, đó là quá rõ ràng rồi. And then I want to go back to the MSRP price. Yeah, Tesla right now is a few thousand dollars cheaper than the VinFast. But what does that tell you, that Tesla's prices were like, what, 60K, 60-something K, 70-something K for the Model Y a couple years ago, and they keep lowering the price. So what does that tell you about the Tesla? Okay. Anh Long anh nói theo cái ý này thì tùy mỗi người suy nghĩ. Cái này rất là hay. Thì hiện tại cái xe Tesla nó rẻ hơn xe VinFast là một vài ngàn. Nhưng mà Long nói là cái xe VinFast, cái xe Tesla vài năm về trước, cách đây vài tháng thì nó đã trên 60 ngàn. Mà dài gần đây họ phải giảm giá xuống còn khoảng 44 ngàn. Thì cái điều đó nói lên cái gì? Tại sao Tesla phải giảm giá? Thì các bạn cần phải suy nghĩ. Ý là bạn Long nói là nếu mà họ giảm giá là họ phải có một vấn đề gì đó, cho nên họ phải giảm giá. Thì mọi người có một cũng một vấn đề đó, tùy theo suy nghĩ của mỗi người. Nếu mà muốn nghĩ đó là điều Tesla phải lo lắng, phải hạ giá, là ý kiến của riêng của một số người. Còn về mặt khác, có thể có nhiều người mình đoán là họ sẽ nghĩ là VinFast, Tesla họ hạ xuống như vậy để họ cạnh tranh, để hạ gục đối thủ vì họ giàu thì whatever. Tuy nhiên Long muốn nhấn mang ra một cái điểm là xe Tesla từ 60.000 hạ xuống 44.000, thì đó là một cái vấn đề. Thì tùy mỗi người có suy nghĩ khác nhau, là tùy mỗi người. Okay. And that was for the base Model Y. So when they were doing like 260 mile range, so that wasn't even for the long range, that old price. The old price. And I'm not a Tesla hater. I'm actually a fan of Elon Musk. I think Tesla is a great company. I like what they do. I like how they started the whole EV thing. So I'm not a Tesla hater. I just want to give you the facts. Okay, Long nói là Long không phải là người ghét Tesla. Long là một fan của Elon Musk. Nhưng mà Long chỉ muốn đưa ra con số thật sự về xe Tesla. Thì nãy Long nói là cái range của xe Tesla là, you said the range for Tesla is how many miles? When they had the old price, it was like 260 oh, range. The old one. I mean the old car before, right? When they were charging like 60K. What do you mean 60K? Oh, when it was 60K, price? Okay. Yeah. But last week, I came to Tesla. Mm-hmm. They said the cheaper one. I think the range is like 303 or something like yeah, that. Yeah, three around 300 miles. Mm-hmm. But the more expensive one is lower, like 260 or 270 or some. Right. I don't remember. Right. Okay. Thì xe Tesla cái range cũng rất là gần với xe VinFast, around 280, 290. Trong xe điện các bạn nên nhớ là cái xe mà càng mắc tiền á thì nó nặng hơn, cái bánh nó bự hơn, cho nên cái range của nó lại ngắn hơn. Như bên xe Tesla đó là cái xe mắc tiền hơn á, xe performance vậy đó, thì cái range của nó có 260 mile. Mà cái xe rẻ tiền hơn là cái xe mà giá là 44 ngàn đó, thì cái range của nó là dài hơn, vì cái xe nó cái người salesman họ nói là cái bánh nó nhỏ hơn, cho nên cái xe nó chạy lại được nhiều hơn, tới 310 mile. You know what I mean, the more expensive one, heavier, whatever. So the rent is shorter, like 260 miles. But the cheaper one, the wheel is bigger. No, the cheaper one, the wheel is smaller. Right.
so they can run and longer. And it's a rear wheel drive. Yeah. So the cheaper one is like 303 miles from, if I remember correctly. So that means the more expensive one, they can consume more electricity. So yeah, because it goes faster. It goes faster. More performance. All wheel drive. It consume more power. So it's the range is shorter. Just like I came to Lexus, the RZ300, the same thing. Mm-hmm. The more expensive one, the range is shorter. Right. The cheaper one, the range is longer. Okay. Anything else you want to add? The VF8, all the models, the Eco, or all the VinFast cars, are all of them are all wheel drive. So that's why right now the VF8 doesn't get 300 miles of range, but there are three different driving modes. The 264 miles of range in the VF8 Eco, that's for normal mode. If you drive it in Eco mode, you're gonna get more miles, and then obviously with Sport mode, when you go faster, you're gonna get less range. But since it is all-wheel drive, that's why the typically in all-wheel drive EVs, the range is shorter because it requires more energy to power the front and the back wheels. Cái đó cũng make sense thôi, cũng hiểu đó. Ý là ông nói là nếu ai chạy mà bỏ qua Sport mode á, là cái chạy mạnh hơn á, thì phải hiểu là cái range của nó sẽ ngắn hơn. Thì cũng giống như mình đang có chiếc xe hybrid vậy thôi. Khi mình nhấn qua cái Sport mode mình chạy á, thì cái bình xăng nó mau hết. Đấy. When you like the gasoline car, my car, they have a Sport mode. Mm-hmm. If I put on Sport mode all the time, and then the gasoline gonna burn right. out, run out faster. Right. Just like you have the same amount of food, right? You mm-hmm. eat more, and then run out faster than if you eat less. Right. It's same thing, yeah. Okay. And anything else? Come for a test drive, the VF8. Test it out for yourself, then form your own opinion. Okay. Long nói là các bạn nên tới gặp Long để lái thử xe VinFast để trải nghiệm, biết rồi tự mình quyết định. Is that how easy to get appointment? Yep, just go online and there'll be a test drive option, and then you just select the location closest to you. Make sure you bring your driver's license. And it's that easy. You sign a waiver, you're on your way. Thì mình hỏi Long là muốn lái thử xe có khó không? Làm sao mà làm appointment? Thì Long nói cứ lên thẳng trên mạng website của VinFast, thì mình tự động mình chọn cái ngày, cái giờ để mình lái. Đó tuy nhiên là cho những người mà rành về computer. Thì đấy những người mà không rành computer, họ muốn gọi phone thì sao? Thì that for the people they know about computer, they can make appointment online, right? Or you can just call the store directly. Oh, okay. Nếu mà thì Long nói nếu mà người nào không rành computer mà muốn gọi phone tới thẳng á, thì cứ gọi cho số phone của tiệm của cái showroom. So what number can they call? 657-295-0050. One more time. Sao Nam Bay. Hai Nam, I'm sorry, Hai Chin Nam, Hum Hum Nam Hum. Hum Hum Nam Hum. Ok, nếu các bạn muốn lái thử xe VinFast mà không có muốn appointment, make appointment ở trên computer, thì cứ gọi thẳng cho tiệm. Thì gặp anh Long, đẹp trai dễ thương, để tiếng các bạn rất là dễ thương. Thì số phone, one more time, can you say in English, I can translate. Long. The phone number 657-295-0050. Okay. Okay. Got you. Six, các bạn gọi số phone là 657-295-0050. Rồi gặp nhân viên ở đó thì họ sẽ make appointment. Còn nếu mà muốn gặp Long để Long hướng dẫn để lái thì cứ request cho họ là họ sẽ sắp xếp. If they want to get test drive with you, is that okay? Of course. Okay. Okay. So mình hỏi Long, Long nói yes. Tại là muốn lái riêng với Long, thì request gọi tới đó. Nếu không gặp Long thì nói là muốn gặp appointment với Long, thì họ sắp xếp đó để mà mình lái. Okay. Anything else? This is not an anti-Tesla video. There's a lot of EVs out there. We got VinFast,
Tesla, Kia, Hyundai, Ford, I think Acura. Everyone has an EV now, so this isn't anti-Tesla. I'm just saying a lot of Tesla owners, a lot of EV owners, Nissan people come into my showroom and they're very surprised with how nice the VinFast looks, how nice it drives, the 10-year, 125,000-mile warranty, the service. We come to you for service. They're very surprised by the customer service and the overall build quality of the VinFast. So come into the showroom and form your own opinion. I think you'll be very surprised and pleased. Câu này rất hay, mình mới quên. Là mình có nhiều người khách hàng, hoặc là nhiều người để comment. Họ nói là mua xe VinFast xong thì sau đó không có chỗ để mà bảo trì, là post service. Thì như trong clip trước mình làm là Tesla họ có không phải mỗi showroom, mỗi dealer đều có cái khu sửa gọi là post service, nhưng mà khu có khu không của Tesla. Tuy nhiên Tesla họ có nhiều khu sửa hơn là của VinFast. Thì cái đó cũng rất nhiều người khách hàng cũng như nhiều bạn để comment là lo lắng là xe VinFast không có những dịch vụ đó, không có những cái trạm sửa sau khi mua xe. Thì hiện thời á, trên VinFast chỉ có một là ở thành phố Ventura, là kế bên showroom là có khu dịch vụ sửa xe VinFast nếu bị hư nặng. Thì mình có đặt câu hỏi đó với Long, thì Long có trả lời. Thì bây giờ mình hỏi Long một lần nữa là about post service. I'm gonna briefly ask you. Tesla, they have more, not every single showroom, but they have more post service after they bought or they lease the car. Okay. VinFast, as I know, only one location in Ventura. They have post service repair shop. So what if the customer, they had a problem, minor or major, they need to be repaired. So that how can VinFast handle this situation? Minor service, you just book the service appointment. Well, first of all, all VinFast cars with 24/7 roadside assistance. So for whatever reason, if you break down, get a flat tire or something like that, VinFast will come to you and get you back on the road ASAP. And then for regular maintenance and stuff like that, which thankfully there isn't a lot of in electric cars, but when you need to change your brake pads or something like that, we'll come to your location. We'll come to your house. We'll just book it through the app. And then any major service. Hold on. You said like the computer problem, they come to your house. Right. So for tire, you said 24/7. How about the computer problem? What is it? Hour? You just book it through the app. We have technicians everywhere. A technician will come to your house. So appointment, right? Not 24/7. The roadside assistance is 24/7. That's okay. Like if you break down. Okay. Nếu các bạn bị bánh xe bị hư trên đường, thì tức là trục trặc trên đường khi lái, thì là dịch vụ 24/7, tức là anytime, bất cứ lúc nào. So what if they got computer problem on the freeway? And how can VinFast respond? How promptly? It's roadside assistance, so typically like 45 minutes. I'm not asking about the roadside, I mean about the computer. If they have a computer problem on the freeway, and the car stop on the freeway. And so how VinFast service respond to that situation? They'll come to you and they'll fix it. Okay. I mean, anytime, 24/7? Yeah. Oh, 24/7. Ok, mình hỏi anh là Long là nếu mà cái xe bị hư, không phải là bánh xe mà bị về vấn đề computer hay gì đó bên freeway, thì VinFast sẽ phản ứng như thế nào? Thì Long nói là họ cũng gọi 24/7 bất cứ lúc nào, họ sẽ come and họ sửa. Thì nếu mà dưới warranty thì họ sửa free, dĩ nhiên là dưới warranty, còn hết warranty thì phải trả tiền, nhưng mà họ cũng có 24/7. So I think it's different from regular Honda, Toyota, right? Like my car right now, it have problem. I'm not sure, but I don't think they gonna do fix
24/7. Right. I had car. I live here for many years, man, but I never paid pay attention on that. So I don't really know if it is 24/7 for Toyota or Honda. Anyway, thì Long nói là cái xe này VinFast nếu bị problem bánh xe hay là kỹ thuật trên freeway, gọi họ tới 24/24. Okay, what if the car need to repair, take days? So how VinFast respond to that situation? VinFast will give you a loaner vehicle and then take your car to the service center for you. Thì Long trả lời rất đơn giản nhưng mà đầy đủ ý nghĩa. Theo như mình nghĩ, là các bạn nếu xe các bạn, xe VinFast mà bị problem, các bạn lái không được, thì VinFast sẽ mang một chiếc xe khác tới cho các bạn lái. Và họ mang cái xe VinFast đó của các bạn bị hư tới cái shop, họ sửa xong cho các bạn, xong họ mang lại cho các bạn, rồi họ lấy lại cái xe, họ cho mượn. Một lần nữa, nếu các bạn, xe các bạn bị hư nặng mà không chạy được, gọi VinFast, họ mang cái xe khác tới cho các bạn lái, rồi họ mang cái xe các bạn đi sửa. Họ lo chuyện đó cho các bạn không phải mang đi. Xe sửa xong họ mang lại. Cái chuyện này mình nghe lần đầu tiên mình rất ngạc nhiên. Tại vì mình mua xe mới, xe cũ, Lexus, Honda, tùm lum ở đây hết. Mình không nghĩ cái dịch vụ đó. Xe anh hư thì có sẽ nó cho người tới thô đi. Chứ còn mà cái vụ mà xe nó cho xe khác thì ở Mỹ cũng có. Nếu xe dưới warranty, hồi xưa mình có chiếc Lexus. Nhưng mà tuy nhiên mình phải lái tới nơi, mình sửa thì họ mới sửa cho mình, chứ còn mình không có tới nhà họ thô cho mình. Ok, anything else? Một lần nữa mình thấy cái nhiều các bạn là rất, để mình nói là rất nhiều các bạn rất là lo lắng về cái chuyện mà xe hư và post service. Họ nói là VinFast không có những chỗ sửa xe. Thì theo như mình thấy là VinFast không có nhiều, tuy nhiên họ có một cái sửa xe ở trên thành phố Ventura. Và khi xe các bạn bị hư nhẹ, họ tới nhà họ sửa liền 24/7, tức là bất cứ lúc nào giữa đêm. Còn nếu mà xe các bạn bị hư nặng thì họ sẽ mang tới tận nhà các bạn một chiếc xe khác cho bạn lái, và họ mang xe bạn đi tới chỗ sửa, họ sửa xong họ mang lại cho các bạn. Ok, đó là rất là rõ ràng. Cho nên các bạn nào mà lo lắng chuyện đó thì từ nay không còn phải lo nữa. Ok. Let me tell you where the service centers are. In Northern California, we have one in Richmond. In Southern California, there's Bakersfield and Ventura. And remember, you do not have to go there yourself. We will give you a vehicle to borrow while we take your car for service. In the rare instance, you would need a major service. Thì Long nói là ở tiểu bang California, thì ở miền Bắc á, thì nó có ở thành phố Richmond. Thì cái dealer Richmond nó có cái kế bên, nó có cái chỗ sửa luôn. Ở miền Nam á, thì nói chung là giống như miền Trung á, thì có Bakersfield. Cái showroom ở Bakersfield nó có một chỗ sửa luôn. Còn ở Rio, gần miền Nam của California là gần LA, thì thành phố Ventura, thì cái showroom VinFast cũng có chỗ sửa kế bên. Là trên tiểu bang Cali có 3 chỗ sửa tất cả. Vấn đề nhiều ít không quan trọng. Mình chỉ nói theo một cái cảm giác chung chung thôi, là một kiểu không quan trọng. Vấn đề là bạn hư xe, có người tới nhà giao xe khác cho bạn lái. Khi ta hư xe, ta hư thì ta vấn đề ta cần cái xe khác để lái, là cái mình lo, thì VinFast sẽ mang xe khác cho bạn lái, rồi họ sẽ mang xe bạn đi họ sửa, chỉ đơn giản như vậy thôi. Khi mình hư xe, cái điều quan trọng là mình làm có xe khác mình lái, thì bây giờ VinFast sẽ lo chuyện đó, cho nên không cần phải lo lắng. Ok, anything else? Cảm ơn, love you guys, thank you. Ok, kết luận là mình subscribe. Kết luận là mình cũng mới biết Long, hoàn toàn không biết trước đó đây. Sau khi mình tới dealer VinFast, mình thử xe với Long. Long cũng hoàn toàn không biết mình là làm YouTube. Long nghĩ mình tới để mà mua hoặc là lease. Thì sau đó mình nghĩ là có dịp gặp lại Long để mình nói chuyện với VinFast đa chiều. Mình không có nói chuyện với Long mục đích là để nó có lợi với VinFast hay không. Mình chỉ nói sự thật thôi. Mình compare giữa xe VinFast và xe Tesla, những cái gì hay của mỗi bên thì mình đưa lên.
Còn ý kiến của Long, các bạn nghĩ sao? Là quyền của Long nói, thì các bạn có việc comment bên dưới. Ok các bạn, cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi, và mình sẽ gặp lại Long nữa trong những video tới về những chủ đề khác, những chủ đề VinFast và những chủ đề những thương mại của Việt Nam ở Mỹ, những thương mại từ Việt Nam và đang hoạt động ở Mỹ, rất là lý thú. Vì Long là người Việt Nam nhưng mà Americanized, so Long có những cái suy nghĩ giữa những người Mỹ và những người Việt Nam, không thuần là Việt Nam. Long rất là Americanized. Mình muốn nói chuyện với Long bằng tiếng Việt nhưng Long không nói được trôi chảy. Long có nói thử rồi, mình nghe rất là nhức đầu. Nói thôi Long nói tiếng Anh cho nó dễ, mặc dù mình nói tiếng Việt dễ hơn tiếng Anh. Thôi thì hai bên hòa đồng lại với nhau. Thì đại khái là như vậy. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn các bạn vào những video tới. Xin chào các bạn.